Rồi, xin chào tất cả các em sinh lớp 10. Như vậy thì trong clip trước thầy đã giải xong cho em ở cái bài số 4. 1, 2, 3, 4 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái bài số 5, giải các hệ phương trình ABCD. Khá là dài không? Thầy cũng chưa chắc là đã quay được qua bài số 6. Ok. Như vậy thì trong clip hôm nay thầy sẽ quay bài số 5. Ok. Giải hệ phương trình thì thực chất chúng ta được học về phương pháp cộng đại số, phương pháp thế, không nào? Thì ở đây thầy trong các clip trước thì thầy chọn đó chính là phương pháp cộng đại số, không nào? Chúng ta triệt tiêu một ẩn, rồi chúng ta sẽ cộng lại và chúng ta sẽ suy ra một ẩn, và từ một ẩn đó chúng ta thì thế ngược lại cái phương trình người ta đã cho. Bây giờ thầy sẽ tiến hành giải cho em ở câu A nhé. 5A các em. Rồi, ta đi sang câu A nha. Âm 2X cộng 5Y bằng 9, 4X cộng 2Y bằng 11. Như vậy thì ở đây các em thấy rằng là chúng ta cần phải đưa về cái dạng gì nha. Ở đây chúng ta cần triệt tiêu, ở đây là X, ở đây âm 2X mà đây 4X, chứng tỏ ở đây thầy sẽ nhân cái gì? Nhân cho 2, ở đây thầy nhân 1 này. Như vậy tương đương nhân 2 vô đây, nhân 2 vô đây và nhân 2 vô đây. Như vậy nó sẽ là âm 4x cộng 10y sẽ bằng 18 này. Còn nhân 1 thì chúng ta sẽ viết cái phương trình thứ hai này lại. Chúng ta dùng thước chúng ta gạch ngang qua. Cộng này, ta cộng dọc xuống. Ở đây là 0 này, 10 cộng 2 12y này. Đây là 20 mấy? 29 đúng không nào? 29. Từ đây thầy suy ra, thầy suy ra y sẽ bằng là 29 phần 10 12. Các em sẽ thế vào 2 đây. Thế vào phương trình này, phương trình này đều được các em nhé. Các em có hiểu không nào? Đó. Như vậy thế y bằng 29 phần 12 vào 2, ta được điều gì nào? Bây giờ chỗ nào có y chúng ta thế, bởi là 29 phần 12 vô đây. Như vậy chúng ta tương đương là 4x cộng 2 nhân cho 29 phần 12 sẽ bằng 11, có đúng chưa nào? Chúng ta tương đương tiếp 4x. Như vậy ở đây chúng ta sẽ 2 cộng 12 đây thì là bằng 29 phần 6 phần 11 ở đây. Tương đương tiếp 4x sẽ bằng 11. Chuyển vế đổi dấu 29 phần 6 ta tương đương là đây là 4x. Thầy dùng máy tính ta bấm cho nhanh em nhé. 11 trừ 29 phần 6 37 phần 6 em. Từ đây chúng ta suy ra x sẽ bằng 37 phần 6, chúng ta chia cho 4. Như vậy thì nó bằng là 37 phần 24 em nha. 37 phần 24. Sau đó chúng ta kết luận vậy hệ phương trình để cho có nghiệm. Như vậy x của chúng ta ở đây là bằng 37 phần 24, y chúng ta là bằng 29 phần 12. Xong, được chưa? Ok, câu A các em. Các em giải phương pháp thế cũng được. Phương pháp thế thì chúng ta sẽ rút từ một phương trình ra, sau đó game thế vào, được chưa nào? Ok, ta đi sang câu B game nhé. Ta đi sang câu B game. 5B 3X cộng 4Y bằng 12, 5X trừ 2Y thì bằng 7. Theo em thì chúng ta nên triệt tiêu cái gì em? Chúng ta nên triệt tiêu Y ha. Đặc biệt các em cứ để ý số đối này, đây cộng đây trừ thì thầy sẽ triệt tiêu y, chứng tỏ đây nhân 1 và đây là nhân 2 này.
Như vậy từ phương trình ban đầu chúng ta tương đương là gì? Cái phương trình 1 ta nhân 1 nghĩa là chúng ta sẽ viết lại này. Phương trình 2 thì chúng ta lấy 2 nhân vào đây, nhân vào đây và nhân vào đây. Như vậy thì nó sẽ là 10x trừ 4y sẽ bằng là 14. Rồi chúng ta dùng thước. Bây giờ chắc có lẽ chúng ta đã quen cách làm đấy rồi đúng không nào? Quen chưa em? Hai này trực tiêu bằng 0 rồi, đúng chưa? 3 cộng 10 là bằng 13 này. X đây 26, có đúng chưa nào? Từ đây chúng ta suy ra x sẽ bằng 26 chia cho 13 thì sẽ bằng 2. Chúng ta sẽ thế vào 1 hay 2, ta thế vào 1 đi. Thế x bằng 2 vào 1, ta được điều gì các em? Chỗ nào có x các em thế vào số 2. Như vậy chúng ta tương đương là 3 nhân 2 cộng 4y sẽ bằng 12. Tương đương tiếp 326 cộng 4y sẽ bằng 12. Ta tương đương ở đây 4y, ta chuyển vé đổi dấu sẽ bằng 6. Từ đây ta suy ra y sẽ bằng 6 phần 4 thì sẽ bằng 3 phần 2. Có được chưa nào? Như vậy chúng ta kết luận vậy, hệ phương trình để cho có nghiệm, và hệ phương trình để cho có nghiệm đó chính là x sẽ bằng bao nhiêu em? X sẽ bằng 2 và y sẽ bằng 3 phần 2. Ok, được không? Em thấy rõ không? Rất rõ đúng không? Ok. Chúng ta sẽ đi sang câu C nhé. 7C, 5C kia. 2x trừ 3y sẽ bằng 5. 3x cộng 2y thì bằng 8. Ở đây chúng ta nên triệt tiêu y bằng cách nhân chéo hệ số 2 nhân lên đây và 3 nhân xuống đây. Như vậy đây thầy nhân 2 và đây thầy sẽ nhân 3. Chúng ta tương đương này, 2 nhân vào đây. Như vậy trở thành là 4x trừ 6y sẽ bằng 10. 339x cộng 6y bằng 824. Có được chưa? Chúng ta tương đương tiếp. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ cộng vé theo vé ha. Như vậy hai này triệt tiêu, ta tương đương ở đây là 4 cộng 9 là 13x. Đây là 34. Có đúng chưa nào? Như vậy thì từ đây chúng ta suy ra x sẽ bằng là 34 chia cho 13. Chúng ta sẽ thế vào mấy nhé? Ta thế vào 2 đi. Thế x bằng 34 phần 13 vào 2. Ta được thế vào 2 là thế vào chỗ này này. Thế vào chỗ đây. Như vậy trở thành là 3 tương đương này. 3 nhân cho 34 phần 13 cộng 2y là bằng 8. Ok, tương đương tiếp. 3 nhân cho 34 phần 13, các em bấm máy tính luôn đi. Bằng 102 phần 13 cộng 2y bằng 8. Tương đương tiếp 2y sẽ bằng 8 trừ cho 102 phần 13. Được chưa? Từ đây chúng ta tương đương là 2y ở đây. Ta lấy 8 trừ cho 102 phần 13 sẽ bằng 2 phần 13 các em. 2 phần 13.
Từ đây em ta suy ra y sẽ bằng 2 phần 13 chia cho 2. Không? Nó sẽ bằng 1 phần 13 các em. 1 phần 13. Đó. Cho nên ta kết luận vậy. Hệ phương trình đã cho có nghiệm. Như vậy x của chúng ta là bằng 34 phần 13 và y chúng ta là bằng 1 phần 13. Ok, xong. Ok. Em thấy rõ nè. Ta đi sang câu D nhé. Rồi, chúng ta có câu D kìa. Năm x cộng ba y thì bằng 15. 4x trừ 5y thì bằng 6. Thôi nè. Như vậy thì ở trường hợp này chúng ta cũng sẽ tiến hành nhân chéo hệ số 3 xuống đây, 5 xuống đây, lên đây để mà chúng ta triệt tiêu cái y. Nãy giờ thầy làm như vậy các em có hiểu nè. Hiểu đúng không? 5 xuống đây là 25x cộng 15y sẽ bằng 75 nhé. Đúng rồi, 75. 12x trừ 15y sẽ bằng 36, 18. Đúng không? Thầy có việc hơi nôn chứ. Như vậy chúng ta cộng lại thì 10, 25 cộng với 12 thì bằng 30. 17x. Ta đi triệt tiêu. 75 cộng cho 18. 5 cộng 8 là bằng 13, 3 nhân 1 93 đúng không nào? 93. Như vậy thì từ đây chúng ta suy ra x sẽ bằng 93 phần 37 này. Chúng ta sẽ thế vào 1 đi. Được chưa? Ta ghi thầy là thế x bằng 93 phần 37. Cái bút cho nó. Và 1 ta được. Như vậy nó sẽ là 5 nhân cho 93 phần 37. Đây tương đương ha. Cộng 3y sẽ bằng 15. Ta tương đương lấy 5. Rồi, ta bấm máy tính này. 5 nhân 93 phần 37. 465 phần 37 ha. Cộng 3y bằng 15. Từ đây chúng ta tương đương là 3y sẽ bằng 15 trừ cho 465 phần 37 tương đương tiếp 3y sẽ bằng 15 trừ 465 phần 37 sẽ bằng 90 phần 37. Từ đây thầy suy ra y sẽ bằng là 90 phần 37 chia cho 3. Được chưa? Bằng 30 phần 37 nha. Được chưa nào? Vậy hệ phương trình để cho có nghiệm. Như vậy x của chúng ta sẽ bằng là bao nhiêu? 93 phần 37 và y sẽ bằng là 30 phần 37. Xong, được chưa nào? Được chưa? Ok, được chưa nào? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc. Như vậy các em nhớ chia sẻ em thầy video giúp thầy
ủng hộ thầy và click quảng cáo và đăng ký vào kênh các em nhé. Ok, cảm ơn các em đã luôn luôn tin tưởng thầy và cô. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các clip tiếp theo nhé.